cô tự mình làm đi. Ôi trời, trời ơi, cúp điện rồi. Trời ơi, làm sao bây giờ đây? Ôi làm sao đây? Ôi làm sao đây? Rốt cuộc là cô bị cái gì vậy hả? Hả? Anh ơi, anh giả bộ ở lại thêm một chút nữa không được hả? Tại sao vậy? Thì bữa nay là Giáng sinh mà. Dạo này tôi bận lắm. Hôm nay cũng vậy nữa. Tôi biết mà. Giáng sinh rồi hả? Đúng vậy đó. Cái này là gì vậy? Tôi mua trên đường đến đây đó. Người nào đó không phải là chuyện xấu, đó là chuyện khiến ta cảm thấy hồi hộp, hạnh phúc, biết ơn và sẽ được chúc phúc. Tôi muốn trở thành một nhà biên kịch, vì vậy hơn ai hết tôi rất là hiểu nỗi lòng đó của anh, và tôi cũng rất hiểu rõ lòng mình. Đồng Hy à? Nhưng mà anh à, trên thế gian này tình yêu không thành còn nhiều lắm. Trong tiểu thuyết cũng vậy, hay hiện thực cũng như vậy. Tôi nhất định sẽ trở thành nhà biên kịch. Vì vậy tôi sẽ phải từ bỏ một thứ. Đồng Hy à? Dù là biên kịch hay là hiện thực, thì tôi chỉ được yêu một trong hai mà thôi. Tại sao phải từ bỏ một trong hai? Dù là ngoài đời hay là trong kịch bản, chỉ cần yêu là được rồi. Anh hiểu rất rõ mà. Ở ngoài đời khác rất nhiều so với trong kịch bản. Bởi vì cô sợ cho nên mới trốn tránh sao? Tôi không có sợ đâu. Nếu như tôi mà sợ thì đã không kéo dài đến tận bây giờ rồi. Nếu được thì chúng tôi cũng rất muốn nhanh chóng dọn ra khỏi nhà thông gia. Vì vậy cho nên tôi không có thời gian để nghĩ đến chuyện khác. Nghĩ chuyện khác sao? Được thích một người nào đó thật sự là một chuyện rất vui, đúng không? Phải. Cô nói rất là đúng. Cảm ơn anh vì đã chịu lắng nghe tôi nói. Nè nè, hôm nay làm nhanh lên chút đi, phải làm xong trong tuần này đó. Dạ, chúng tôi biết rồi. Ờ, giám đốc à, cậu mới tới hả? Nghe nói mọi người
định tổ chức tất niên ở đây hả? Dạ, trời ơi, cảm ơn cậu nha. Nhớ là làm xong mới được uống nha chú. Đương nhiên rồi, làm xong mới làm vali mà. Làm gì vậy? Nhất giả cho anh Lâm có đúng gì không? Tôi xin lỗi cậu, tôi không được uống rượu trong lúc làm việc. Thì làm việc nhất giả như thế này cũng có nhiều người như vậy mà. Nhưng mà anh không được uống nhiều nha. Dạ, tôi xin lỗi cậu. Anh đưa cho tôi đi, tôi mời anh một ly. Cứ đưa cho tôi đi. Kìa giám đốc à, có được không vậy? Chỉ một ly thôi nha. Dạ. Vậy tôi uống thêm một ly nữa thôi à. Sống với con cái đi mẹ. Người ta đòi sống cả đời vì con cái mà. Người ta hạnh phúc lắm mà. Cái bà này thiệt là. Nè, ồn ào quá đi. Con cháu cũng lớn hết rồi, phải làm gương cho nó chứ. Nếu tự nhiên ba mẹ đòi ly hôn, rồi cả ông bà cũng đòi ly hôn, thì con cháu có đứa nào nó thèm kính trọng bây giờ đây? Mẹ, chuyện kính trọng lúc này không quan trọng, mà sinh tồn mới là quan trọng. Nếu cái gì cũng đem ra cho con cái hết thì sau này già rồi bọn con lấy cái gì mà ăn đi mẹ? Bà có im đi không? Người gì đâu cứ mở miệng là chẳng nói câu nào hay hết rồi. Ôi trời đất ơi, ông đang hét lên với ai vậy hả? Ông kia, ý ông là phải lấy hết tiền hưu đem đi mở cửa hàng cho song huynh mới hay hả? Làm ba làm mẹ mà không có phẩm chất gì hay hết. Ông thì có phẩm chất quá mà ngồi đó làm gì? Thử không có tiền trong tay đi, ở đó mà phẩm chất nữa. Phẩm chất thì cũng phải có tiền mới giữ được chứ. Cho nên mới nói ly hôn đi, bà nghe chưa? Cứ làm như vậy đi. Thôi, đừng có làm gì mấy đứa nhỏ hết đâu, có biết chưa? Hai đứa làm ơn ra khỏi nhà này đi, tại hai đứa bay mà mẹ sống không nổi nữa rồi hả? Giờ này mà ai còn tới nữa vậy? Con không biết nữa. Ai tới vậy ta? Cho hỏi ông là ai? Đây là nhà của anh Han Song Hoon phải không? Dạ. Anh Han Song Hoon bị tai nạn ở công trường, giờ đang được cấp cứu. Hả? Ôi trời. Anh nói cái gì chứ? Nhanh lên,
Sông Hun à, ôi Sông Hun à, Sông Hun à, con bị sao vậy? Tôi đến lại đi con. Sông Hun à, Sông Hun của mình ở sao vậy ông? Người nhà nạn nhân không được vào đây đâu, phiền mọi người ra ngoài đợi đi. Ôi trời ơi, cậu làm ơn bỏ ra đi. Đó là con tôi, là con trai trưởng của tôi đó. Bác sĩ à, sao nó lại như vậy hả? Sao nó không mở mắt ra vậy chứ? Sông Hun à, Sông Hun à, đợi đã nè. Con ơi, nè, bác làm sao đây? Hả? Thì ông đợi một lát, cô ơi, đợi cô, một lát thôi. Cô ơi, đi ra ngoài đi. Đi. Ơi, thằng con vàng bạc của tôi phải làm sao đây? Con của tôi phải cứu con tôi, phải cứu con tôi. Phải cứu thằng con của tôi đi. Con ơi, mời bà. Con tới rồi hả? Chồng con đâu rồi bà? Nó đang ở trong phòng cấp cứu rồi. Ơi, bác sĩ nói sao vậy bà? Anh sao rồi bà? Nó vẫn chưa chết. Xoay màn hình qua bên này đi. Ba ơi, phải làm sao đây ba? Làm sao đây hả ba? Ba ơi, làm sao đây ba ơi? Tôi đã nói rồi mà, cái thằng chỉ biết học như nó mà đòi lao động chân tay làm cái gì? Trời ơi, tôi không có biết đâu, tôi chết mất thôi. Con phải sống con ơi, ai đó cứu con tôi đi. Làm ơn cứu con tôi. Chị nói sao hả? Cháu rể Hano bị té ở công trường thật hả chị? Tôi nghe nói vậy. Nó không xin được việc, nhà thì đông miệng ăn quá, dồn tới bước đường cùng mới phải ra công trường quân giác như vậy. Chị thông gia, cứ vậy hoài thì tôi cũng không muốn sống nữa. Bởi vậy mới nói, sao trên đời lại đủ thứ chuyện như vậy? Ôi trời ơi. Mà tôi cũng định vào bệnh viện với bà mẹ nó rồi. Mà người già rất dễ bị kích động, sợ tôi vào lỡ nhập viện luôn với Sông Hun cho nên không cho tôi đi. Mà sao bây giờ tụi nó chưa gọi về nữa hả? Làm cái gì không biết hả? Phải gọi cho tôi biết mới yên tâm được chứ. Ôi trời, già rồi nên tay chân cứ lóng ngóng, tim thì hồi hộp, không có làm được cái gì hết. Ôi trời ơi, Trang Su với lại chị Hun đổi chỗ chưa được bao lâu mà thằng cháu tôi đã xảy ra chuyện như vậy rồi. Bác sĩ. Bác sĩ à, con trai của tôi sao rồi bác sĩ? Bác sĩ ơi, người bị rơi từ trên cao xuống bình thường hay bị gãy xương vai, nhưng may là xương vai nấy không có sao. Trên trán có vết rách nhỏ, tay phải và chân trái có dấu hiệu đau nhức, cho nên chúng tôi nghi ngờ bị gãy xương nhẹ. Nhưng mà cái phải đáng lo hơn là anh ấy vẫn còn triệu chứng nôn, cho nên cần phải chụp hình phim để kiểm tra xuất huyết não và nứt sọ. Sao? Nó bị xuất huyết não và nứt xương sọ sao hả? Vậy bây giờ chúng tôi phải làm sao đây hả bác sĩ? Cần phải kiểm tra mới biết được chứ. Nhưng nếu như xuất huyết não và nứt xương sọ thật thì có thể sẽ bị liệt nửa người. Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ! Sao con của tôi lại gặp phải chuyện này chứ? Phải tiến hành chụp em trai mới biết được đó. Trời ơi! Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ tỉnh lại đi mà mẹ! Việc dựng chuyển vật liệu lên tầng trên để làm xong lan can rồi hãy tiếp tục nha. Dạ. Cái thằng khốn này, mày đã làm gì con tao hả? Con trai tao đã làm gì mà mày như vậy chứ? Cái thằng khốn này, mày làm con tao tỉnh lại đi. Chú à, chú bình tĩnh lại đi. Làm sao có thể bình tĩnh được đi? Nó là con trai của tao, bây giờ nó bị như vậy làm sao tao bình tĩnh đây chứ? Cái thằng khốn này, trả lại con cho tao. Nè, chú này. Ơi, nè chú à, chú đừng làm vậy mà nha. Bỏ tao ra, thả tao ra đi. Thằng khốn này, trả lại con cho tao. Trả lại con cho tao đi. Nè chú à, chú gì ơi, thả ra. Chú ơi, có thả tao ra không hả? Chú này, tao sẽ kiện hết chúng mày. Bọn khốn nạn, buông tao ra đi.
Chú là chú, sao chú lại nói vậy với giám đốc chứ? Cậu ấy đâu có lỗi lầm gì đâu. Chú lại đây ha, nói chuyện với tôi đi. Đi lại đây. Cái này đây, đây là chai rượu anh Han Song Hun đó, đã uống đó. Làm gì mà có ai uống rượu trong giờ làm việc chứ, hả? Trời đất ơi, mấy người này, sao con tôi lại uống rượu như vậy được chứ? Bữa nay con của chú đã lén ra kia uống hết một chai rượu đó chú à. Cậu mà nói dối là tôi cho cậu vào tù luôn, có nghe chưa vậy hả? Ăn nói cho cẩn thận đó, con trai của tôi nó có biết uống rượu đâu chứ. Vậy thì bây giờ chú với tôi đi vào bệnh viện đi. Lúc đưa cậu ta đến bệnh viện, có kết quả kiểm tra nồng độ rồi. Đã nói là chúng có hỏi bác sĩ thì sẽ biết rõ mà. Thằng khốn này, trả lại con cho tao, thằng khốn nạn. Sao có thể trả tiền thuê hàng ngày đi? Tôi đâu có biết đâu. Hay là thử phong cách nữ bồi bàn theo kiểu Mỹ đi ha. Nữ bồi bàn kiểu Mỹ? Cái con khỉ mốc. Anh nói cái gì chứ? Sẽ không tò mò nữa đâu. Thay vào đó, cái này anh thổi nguội rồi uống hết đi nha. Cam cúc tốt cho tinh thần lắm đó. Bữa nay nhìn anh mệt mỏi dữ lắm nha. Không lẽ là có chuyện gì hả? Thôi được rồi, tôi biết rồi. Tôi không hỏi gì nữa đâu ha. Nhưng mà sao mà đổi nét mặt dữ vậy kìa? Bộ anh là diễn viên hả? Anh đúng là quý ông quyền bí. Ngày hôm nay tôi đã làm một chuyện không tốt. Chuyện không tốt hả? Chuyện gì không tốt? Anh để giúp nào mới ị xong ngồi xuống? Hay là chọc kẹo người ta hả? Hay là anh đã tàn nhẫn đạp lên những chú kiến đi trên đường? Hay là anh chơi một bà thím xấu xí và bé ú nào đó? Hay là nói với ông chú đội tóc giả là mình có năng lực nhìn thấu nên biết ổng đang đội tóc giả?
thể nào đâu. Ai dám chọc ghẹo cậu ấm vàng David Lee được chứ? Chắc không phải anh làm cho ai đó bị thương chứ? Không thể như vậy được. Nhưng mà nếu anh làm chuyện xấu thì sẽ bị trời phạt đó. Gieo duyên nào gặp quả đó thôi. Nè. Xin chào quý khách. Dạ xin chào quý khách. Quý khách dùng gì ạ? Cho tôi một ly Americano. À dạ. Cậu muốn uống gì? Cho tôi một espresso nha. Dạ, một Americano và một espresso. Xin chào mọi người. Tôi đến từ trụ sở chính. Tôi là Âu Đông Hy, đến từ đội nội dung. Cô uống cái này đi. À, dạ, cảm ơn chị nha. À, tôi đã xác nhận xong rồi. Cảm ơn chị đã giúp đỡ nha. À, cô mau uống nhanh đi mà. Ở bên ngoài trời lạnh lắm đó. Hai má của cô đỏ hết rồi kìa. Cảm ơn chị nhiều. Ồ, nhiều như vậy một mình cô phải làm hết hả? Mấy nhân viên khác không làm được tới một nửa. Tôi thấy cô làm hết như vậy thật tội quá đi à. Công việc thôi mà. À mà cái này tuy đây là đồ trong dự án, nhưng mà có thể dùng để mặc thường ngày cũng đẹp lắm đó chị. Ngoài ra nó rất thời trang, lại có tính ứng dụng cao nữa. Nếu như có thể giới thiệu đến khách hàng như vậy thì tốt quá còn gì, đúng vậy không? Ôi trời, cô gái ơi, cô dẻo miệng quá đi. Những đôi tình nhân mặc đồ đôi nằm trên nền tuyết trắng, trở thành khung cảnh như câu chuyện tình yêu giữa nền tuyết trắng. Dạ, đây là câu chuyện được dựa trên ý tưởng của cô Âu Đông Hy đó, giám đốc à. Của Âu Đông Hy sao? Người ta nói con dòi cũng có tài bò mà. Mới vào mà có suy nghĩ như vậy thì cũng tươi mới lắm. Trợ lý Na thế sao hả? Lượng xem trên mạng xã hội có vẻ là đang tăng lên rất nhiều. Hình như được lứa tuổi 20-30 đồng cảm thì phải á. Là như vậy sao? Tôi đã ký hợp đồng với mẫu nam rồi. Còn người mẫu nữ, tôi tính chọn một nhân viên trong công ty mình. Hiện tại đang bỏ phiếu bầu người mẫu nội bộ trên SNS đó à? Tôi đã bầu cho trợ lý Na, nhưng phải coi kết quả nữa. Mà tôi thấy trợ lý Na có khả năng lắm đó nha. Thì ra là như vậy. Trợ lý Na mà làm người mẫu giúp công ty tỏa sáng thì tôi phải cảm ơn cô rồi. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình mà. Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ thưa giám đốc. Được rồi, việc quay quảng cáo cứ như vậy mà làm nha. Dạ giám đốc. Dạ giám đốc. Ui, làm sao đây? Giám đốc Han Song-jun à? Anh nói chuyện với em một chút được không? Anh quá đáng lắm rồi đó. Giờ đến mặt em anh cũng không muốn nhìn thấy nữa sao? Không phải như vậy đâu. Nhất định phải lạnh nhạt với em tới mức này hay sao hả? Được thôi, em sẽ nói ngắn gọn. Lý do là gì vậy? Lý do anh muốn chia tay em là gì hả? Anh giải thích để thuyết phục em đi. Michu à, chúng ta chưa từng chia tay, vì chưa từng quen nhau thì làm sao có thể hả? Anh đừng nói những lời như vậy nữa. Anh nói chỉ xem nhau như là đồng nghiệp thôi. Là nói thật đó. Anh không thể yêu em được. Em là người con gái tốt, một đồng nghiệp tốt, một người bạn rất tốt. Nhưng mà tình cảm của anh và em khác nhau. Ngay từ đầu đã như vậy rồi. Không đâu. Lúc đầu không như vậy. Là anh đã thay đổi rồi. Michu à, 5 năm không ít đâu anh. Tất cả mọi người trong công ty đều nghĩ là chúng ta sẽ lấy nhau. Một cô gái đã yêu một chàng trai suốt 5 năm, giờ lại phải chia tay nhau. Công ty, à không, làm sao em dám bước vào ngành này nữa hả? Anh không thấy tội nghiệp em sao anh Song-jun? Vậy thì anh phải làm sao mới được đi? Thương cảm với em đi. Cái gì? Bắt đầu từ bây giờ em sẽ cầu xin tình yêu của anh. Nên hãy thấy em đáng thương và tội nghiệp đi. Anh hãy thương hại, hãy hiểu cho em. Em cầu xin anh đó. Xin hãy thương cảm em chuyện này đi mà. Chỉ cần như vậy thôi.
Giám đốc về rồi hả? Ờ, phải. Cô Đông Hy. Dạ. Cái này do cô làm hả? Dạ phải. Lần trước chị kêu tôi làm mà. Vậy tất cả đều là do cô sửa hả? Dạ không, không phải tôi sửa lại đâu. Tôi chỉ tìm ưu khuyết điểm của mỗi tác phẩm và dạch ra xem sau này nên viết như thế nào cho hay mà thôi. Tôi thật lòng xin lỗi. Tôi xin lỗi, sau này tôi sẽ không làm như vậy nữa. Lần sau cô nghĩ được gì thì nói với tôi nha. Dạ. Cô cũng hay viết lách mà đúng không? Cô học trường nào vậy hả? Dạ, tôi tự học thôi. Hình như viết kịch bản cũng lâu rồi mà. Dạ, 6 năm rồi. Không phải tôi học chính thức, chỉ là học thử và ghi chép lại thôi à. Như vậy tốt quá, cô hãy giúp tôi đi. Viết lời mở đầu giống như vậy rồi đưa cho tôi. Tôi sắp mở buổi thử vai rồi, nên cô hãy sửa phần giới thiệu nhân vật và để chọn diễn viên phù hợp giúp tôi nha. Dạ, tôi hiểu rồi chị. Nhờ cô nha. Lúc nãy giám đốc còn khen ý tưởng của Ô Đông Hy hay mà. Anh dám tin một người chưa từng làm trong ngành này hay sao? Nếu như đội ta không đưa ra được ý tưởng thì phải nhờ công ty khác tìm thêm ý tưởng gì đây cho tôi. Sao đột nhiên lại thay đổi ý định vậy? Không có thời gian đâu, anh làm liền đi. À được, tôi hiểu rồi. Với lại việc quản lý cửa hàng tạm thời giao hết cho Âu Đông Hy đi. Dạ. 400 cửa hàng mà giao hết cho người mới có cực quá không? Vậy thì sao? Anh có ý kiến gì hả? À, dạ, không có gì. Người mới phải biết ơn mới đúng chứ. Vậy tôi xin phép. Chụp CT với em trai về. Con dâu thì đang đợi đằng trước. Anh đi đâu mới về vậy? Đi dạo thôi. Anh coi khinh em lắm có phải vậy không? Em đang nói gì vậy? Em cứ đòi không mở cửa hàng cho Song Hun, còn la hét là mình là mấy nữa. Mà giờ con thành ra thế này, chắc thấy tôi đau khổ như vậy. Anh vui lắm hả? Ôi trời, em đang nói cái gì vậy chứ? Bởi vì em không xứng đáng là mẹ nên bị trời phạt. Anh vui lắm có đúng không? Bộ Song Hun nó chỉ là con của mình em thôi sao? Nó không phải con của anh à? Nhưng dù vậy, người mẹ độc ác như em bị trừng phạt như vậy là đáng lắm. Ông trời ơi, nó là đứa con em đã dành cả đời để nuôi lớn. Nó chỉ biết học, ngồi trên bàn học viết lách thôi. Không biết bị trừng phạt cái gì mà nó phải đi ra công trường làm rồi bị thương như thế này đây. Em khổ quá. Em khổ quá mình ơi. Đúng rồi mình à. Em không biết làm cái gì nữa. Ba ơi ba. Gì vậy con? Đã kiểm tra xong hết rồi đó ba. Họ đưa ảnh vào trong phòng rồi.
Sông-hun à. Sông-hun à, con tỉnh táo chút nào chưa? Mẹ. Đúng rồi, cái thằng này, rốt cuộc là con bị sao vậy hả? Nói mẹ nghe coi. Sao con cứ làm khổ mọi người như vậy chứ Sông-hun? Con xin lỗi à. Ba mẹ, phải đợi kết quả kiểm tra rồi mới biết được. Nhưng hình như không có bị xuất huyết não với lại chấn thương sọ đâu ba. Vậy sao? May quá. Vậy là may rồi. Ôi trời ơi, tình hình sao rồi con? Sao con không gọi về cho mẹ gì hết vậy? Mẹ ơi mẹ, tụi con không có thời gian gọi mà mẹ. Vậy còn Sông-hun sao rồi? Dạ ổn rồi mẹ, chỉ bị chấn thương ở tay và chân thôi, vẫn còn tỉnh táo. Đúng là vạn phúc vạn hạnh mà. Nhưng mà vẫn phải nhập viện vài ngày để theo dõi mẹ, nên con dâu của con đang dọn đồ ở tầng dưới rồi. Vậy giờ có ai trong bệnh viện hả con? Dạ có chồng con. Mẹ ơi mẹ, bây giờ con đi xuống nhà nghỉ ngơi một chút nha mẹ. Được rồi, con mau xuống nghỉ đi ha. Bác dâu ơi, bác không cần phải lo nữa đâu ạ. Ôi trời ơi, vất vả cho con rồi. Bình tĩnh lại rồi nghỉ ngơi cho khỏe đi nha con. Mẹ lo con dạ. Cũng phải nhập viện luôn đó chứ. Dạ mẹ. Ôi trời ơi. Đi ngủ nha, con biết chưa? Ba có bị nặng lắm không mẹ? Không sao đâu con, chỉ cần nhập viện vài ngày là được thôi mà. Mẹ ơi, con muốn gặp ba lắm. Ôi trời, lại đây với mẹ nè. Ôi trời, mẹ thương nè. Ờ, ngoan, ngoan nha con. Không sao đâu mà, ba không sao đâu. Con đừng khóc nữa. Nè, em cho mấy đứa nhỏ ăn giùm chị nha. Sao em lại phải làm chứ? Nếu em sốc về chuyện đổi con thì cứ để sau này rồi hãy tiếp tục nói đi ha. Chị bây giờ ba A Yên đang bị tai nạn cho nên phải nhập viện rồi, chị phải vô bệnh viện. Ôi trời, anh để bị sao vậy? Giải thích thì dài dòng lắm. Cho nên cơm tối nay em nhớ cho A Yên và Trang Su với Chi Hun ăn giùm chị nha. Ôi trời. Chị dâu, chị dâu à. Mẹ ơi, à không, bác gái. Cái thằng này, giỏi quá rồi hả? Giỏi lên rồi đó, ba con. Bây giờ đang nằm ở trong bệnh viện mà con vẫn còn ở đây. Tống cái này vô trong miệng được đó hả? Ba con nhập viện rồi sao? Dù sao thì con, nhớ phải coi chừng Chi Hun với A Yên đó. Con biết chưa? Mẹ ơi, mẹ ơi. Chi Hun đâu rồi? Nó nói nó không ăn. Cái gì? Hả Chi Hun? Sao ạ? Sao con không lên ăn cơm chứ? Tại con không thấy đói. Có phải là không muốn gặp mẹ hay không? Vừa mới nãy con đang đọc cái gì đó? Dạ không có. Đưa cho mẹ coi. Con không thích. Giờ mấy giờ rồi mà con còn ngồi đây nữa? Đúng ra giờ này con phải tới học viện chứ. Sao lại ngồi ở nhà đọc sách hả? Đưa sách đây cho mẹ. Con đưa đây cho mẹ. Con không thích. Con xuống đây là vì chuyện này có phải không con? Vì muốn sống như vậy nên mới xuống đúng không con? Vậy nên mới nói bỏ là bỏ người mẹ đã nuôi nấng con suốt 15 năm sao? Thả cuốn sách đó ra đi. Con không thích con. Giờ mẹ đâu phải là mẹ của con đâu. Mẹ có quyền gì mà cấm con chứ? Cái gì? Chị Hun à? Hà Chi Hun. Hà Chi Hun, con đứng lại không? Hà Chi Hun.
Nè Han Ji-hoon, sao con có thể đối xử như vậy với mẹ được chứ? Mẹ đã nuôi con vất vả như thế nào hả? Mẹ đã dành cả đời để nuôi con đó, sao mà con có thể đối xử với mẹ như vậy hả con? Tại sao vậy? Nè Han Ji-hoon. Đừng khóc mà em. Đừng khóc mà. Nín đi, nín đi nha. Đừng khóc mà. Bà ơi. Hả? Ôi trời ơi, Chan Su à. Trời ơi, ai nè. Mẹ ơi. Ôi cháu của bà. Ôi cháu ngoan. Ba mẹ không có nhà nên Ain cứ khóc hoài. Mẹ ơi. Ôi cháu tôi. Cháu của tôi. Tội nghiệp quá. Tội nghiệp cháu tôi quá. Ba. Ba đi về nhà đi mà. Giờ con cũng đã sắp vào rồi. Ba mau về nhà đi. Con đã uống rượu sao? Có thật là con đã uống rượu hay không vậy? Dạ. Tại sao lại như vậy chứ? Dạ không đâu. Chỉ là... Nếu vất vả như vậy thì con phải nói thật với ba mẹ chứ Song Hun. Con còn mặt mũi nào mà để than vãn với ba mẹ nữa chứ? Nhưng con vẫn là con của ba mà. Nè ba. Ba mẹ với con cái mà mặt mũi cái gì hả? Con rất xin lỗi ba. Con không dám nhìn mặt ba nữa. Con đúng là đứa con xấu nhất mà. Dạ ba. Dì ơi. Chan Su à. Bà ơi. Ba Ain bị tai nạn nên mấy đứa nhỏ phải lên đây với bà đó con. Dạ. Ồ thôi được rồi bà thương ha. Trời ơi cháu ngoan của bà. Bà thương mà. Ngoan đi con. Ừ ngoan. Chuyện là như vậy đó. Con mau đi lên trên đó lo cho đứa con của chị dâu con đi. Bây giờ nhà đó cũng không còn tinh thần nữa đâu con à. Phải để con đi chứ. Để con vào bệnh viện ngủ cho. Ôi trời ơi. Ở đó có chị dâu với ba của con rồi mà. Chật lắm không có chỗ ngủ đâu. Con cứ lên đó coi mấy đứa nhỏ đi. Dạ con biết rồi. Dì ơi, để con cõng cho. Không sao đâu. Dì không để Ain rớt đâu mà lo. Ủa, chú ơi. Chan Su, có sao không con? Con thực sự đang lo muốn chết đây. Ở nhà không có ngày nào được yên hết. Cái thằng này nói chuyện như là người lớn vậy. Nhưng mà chú ơi. Hả? Con đi vệ sinh chút nha. Đưa Ain đây cho tôi. Để tôi ẵm cháu cho. À, thôi không cần đâu. Ain cũng không nặng lắm đâu mà. Ain à, để chú ẵm con nha. Chú ơi. Được rồi. Dì ơi đừng đi mà. Được rồi, dì biết rồi. Cô có ổn không vậy? Dạ.
chỉ là hỏi thăm cô mà thôi. Cũng nhờ có anh. Thì ra là vậy. Cô đừng lo cho ai đi. Tôi sẽ thường xuyên lên thăm cháu. Chúc cô ngủ ngon. Dạ, tôi vào đi. Sao cũng được mà. Thiếm ngồi yên đi, lông mi rơi xuống rồi kìa. Thằng này.